Hoàng Miền Tây xin chào ông bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay trời mát mẻ cho nên là hai chị em mình sẽ đi xuống cái mương, hai chị em mình sẽ đi mò cá nha. Thì mời ông bà cô chú anh chị bạn cùng đi mò cá với mình. Mày xuống. Ôi nước không ai quá lạnh quá ơi. Ở góc này nữa nè. Góc này này chúng ta. Này góc này quá trời luôn nha. Mình đi xích cho mình làm xích. Cây không mà. Ê, xì, ê, xì, xì, xì. Ôi, ốc. Ôi, ôi, ôi. Ôi, dính này, dính, ôi, dính này. Trời ơi. Đang bắt con ốc. Ôi, nó lạnh nè. Quẹo nó. Sao quá. Ê, dính 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 con à. Cái gì? Con cá rô vậy á. Con cá bóng. Dính này con cá bóng. Chúng ta xịt luôn luôn. Đây không gì thôi. Cây quá hả? Cả ốc bự cho bá luôn. Ở đây thường thường á mình mở cái này kiếm được nhiều. Ốc nè. Ốc này á, chút xíu mình đem mình nướng. Có ốc bắt ốc luôn kìa Si, ốc bự á. Trời ơi, ốc thú. Ốc sạch bắt chả luôn. Nhỏ
luôn. Trời, dính chưa? Có cá không? Đủ. Ôi, ơi dính cái dải gì ghê vậy. Ồ, dính cho con cá bự luôn. Đi vô, đi vô. Ôi. Bà bà. Bà nó xuống rồi đi. Cây đâu mà. Ai hồi hộp ốc rồi xin. Thấy mấy cái cây á. Ồ, mời với mấy cây này. Mấy ốc ta thấy trứng ốc không mà mấy ốc. Ơi con ốc này, con ốc này. Dính này, dính này, dính này, dính này. Bỏ con cá rồi. Dạ, làm đau quá. Cái ngô quá vậy. Ôi, cá rùa phi, cá rùa phi. Ây da, nó đâm vô cái tay rồi. Có xì ngô rồi. Ây da. Mấy hàng ở đây nè, mấy hàng trong góc gáo vẫn có cá. Rẻ quá. Rồi cái hàng bốn lưỡng luôn. Là sâu quá. Đây quý chị. Có hàng không? Cá không mồi mồi sâu sâu vô. Đây thì mấy cái hàng bự quá nè. Cái hàng hết rồi mọi người. Có không? Đủ. Đủ được con cá đâu kiếm nữa kìa. Ủa xin được hai con rồi. Có gì mới vậy? Ôi ở đây. Ốc đây. Ở đây ốc quá nhiều quá. Cái hàng này nó bự quá à. Nó sâu luôn. Ở cái hàng nãy mò cho má luôn. Nãy mò chỗ nó coi tồn để hai con nó xin. Mò rồi đó. Nãy mò tốt cả. Ốc luôn. Ôi ốc ốc rồi đó. Ốc nhiều quá rồi. Bự cái cây chợ ơi, tụi nó cá bự. Giờ này hổm gầy lâu lắm đi xuống đây mò thằng. Ôi Si ơi, con cá lâu kiến Si ơi. Đây đây đây, con cá lâu kiến. Chưa chưa chưa, từ từ nghe nó hơi cứng. Chính cái đuôi nó rồi nhưng mà. Ôi nó nhảy.
Có được con cá đầu kiến nữa. Nó ba sạch luôn. Ủa mấy người mấy người kia. Đây có cái xuồng á. Xuồng chìm này. Cái gì? Xuồng chìm này đi đàng hoàng. Cái xuồng hả? À cái xuồng, xuồng hút. Vô đây cây nhiều quá à. Nhiều thiệt. Đây dễ đâm mấy lần. Ừ, thịnh quá. Mấy cái gồ kia nè. Ốc nhóc hết trơn luôn. Qua đi qua bên đây nè. Qua đây nè. Qua đây là tam đây nè. Ơi có con gì kìa. No. Ê nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy thằng chuột hang ếch trời. Hả? Nè cả nhà. Mình mới thấy nó lú cái đầu ra mà mình lại thấy nó hụt vô rồi. Hả? Thấy cái cua. Cua vậy. Trời ơi. Đây là con cua con mấy trời. Không gì. Ơi có con gì đó vậy à. Ôi mấy ai cái miệng nó kìa. Sợ quá à. Nè. Nè. Cái gì vậy? Cái làm gì vậy? Sao sợ chuột cái cắn. Con kiện nãy giờ là ôi hai ngày sau quá quên. Sâu lắm, đi xuống dưới đất rồi. Có không vô mặt? Có hai ba lỗ rồi đó đi. Một cái lỗ đi lên trên, một cái lỗ đi xuống dưới rồi. Quên mà. Nhà. Này thằng ớt ướt trong đó. Ở trong đó nó ướt nhẹp rồi. Mà nó mớ đào nữa. Thằng ớt á. Nuôi vớ rồi coi. Trời ơi nuôi vớ làm tay luôn trời. Sợ con chuột nó cắn. Ở đây có cái hang này chị Nguyệt. Hang nhóc hết trơn luôn. Đây nè hang nhóc luôn. Ốc nè. Dạ. Ra chưa ra chưa. Ôi. Ôi mấy sư dính đựng con nữa kìa. Quá dữ sư ơi. Con hai mấy sư rất nhiều hơn mình đi. Đây hèn quá trời hèn luôn kìa. Hèn quá trời luôn. Ôi đó. Gì vậy? Gì vậy? Dưới đây hèn nhiều lắm nè. Dưới giò mình nó nó có bực cái nhà. Nói chung là bắt nó nhưng mà nó nhớ là sao ta. Mò mấy cái nữa. Lạnh quá.
hướng gì mà có cái tay của chị cái tay của chị hết hồn hết hồn gì bất ngờ anh nói chia tay lấy có cái nè đậu xanh với mát cái này lộn dữ bà ơi đâu lộn dữ này rồi tôi đi lên cái nhà thằng đó sao đi lên con ốc kìa bé sĩ thấy thầy bé sĩ thấy thầy thì cả nhà nè bà là con ốc thiệt chứ con ốc nè ơi con nhỉ giò nè tập con ốc xịt lẽ mà xuân cái ký tự nhiên chơi vô hang á mới được chừng như một cái nhỉ bài quá nè muốn chụp lại được cái hàng gì bự trời mình đi mò cá được cũng được nhiều rồi đó nha mớ ốc lạnh quá mới thôi trời trời mát mẻ thì hồi nãy xuống trời mát mẻ mà giờ lạnh rồi đừng có bóng nãy chuẩn luôn cái lông kiến luôn không nãy không đó thì mấy con cá lông kiến này mình sẽ đem về mình nướng nha thì bây giờ tới đây thì mấy chị em mình xin khép lại hai chị em mình xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video cả nhà thấy video hay nhớ like like ấn chuông đăng ký ủng hộ Hương Nguyệt đang nhiều clip mới nha hẹn ông bà cô chú anh chị bạn clip sau xin chào lạnh quá